8 lãnh đạo các công ty công ích thành phố Hồ Chí Minh ăn hớt quỹ lương công nhân bị đình chỉ chức vụ để kiểm điểm. Nhưng dư luận quan ngại điều gọi là tình trạng bứt dây động rừng khiến việc kỷ luật chỉ mang tính hình thức. Nam Nguyên trình bày thông tin này. Tất cả các giới chức bị đình chỉ ngoài chức vụ hành chính đều là đảng viên cộm cán. Họ là những cặp đôi bí thư đảng ủy công ty kiêm chủ tịch hội đồng thành viên và giám đốc công ty của các công ty công ích thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm công ty thoát nước đô thị, công ty chiếu sáng công cộng, công ty công trình giao thông Sài Gòn, công ty công viên cây xanh. 8 nhân vật này gồm các ông Nguyễn Trọng Luyện, Lê Thanh Sơn, Trần Trọng Huệ, Trần Minh Hùng, Nguyễn Nhật Tấn, Phạm Văn Vĩnh, Phạm Văn Hiếu và Trần Thiện Hà. Trong số này, hai ông Luyện và Huệ còn là đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Ở Việt Nam có khẩu hiệu thuộc lòng: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Phản ứng của những người chủ đất nước là khá hoài nghi về những vụ giơ cao đánh khẽ vì mọi cấp đều dính líu tới nhau. Một người dân ở Cần Thơ phát biểu: lâu lâu cái nó làm một hai người cho lấy lòng dân thì nó cắt chức, còn mấy thì cho mày nghỉ chỗ này, đúng như thí dụ mà ở tỉnh này mà nghỉ cho mày đưa ra tỉnh khác. Đa số bây giờ mà hối lộ mà lo rồi cái ở huyện cái đưa về tỉnh, đưa còn lớn hơn cái cấp mà chưa có bị tố cáo nữa. Tối ngày 4 tháng 9 trả lời chúng tôi về khả năng truy tố hình sự các cán bộ lãnh đạo của 4 công ty công ích thành phố Hồ Chí Minh vừa bị đình chỉ chức vụ. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh nhận định: chiều nay có một cái cuộc họp báo thì cũng đã nói rõ khi xử lý là những người này là vi phạm các cái quy định pháp luật về lao động, về luật viên chức công chức. Trước hết là cái hội đồng xử lý kỷ luật đó, nó phải trên cơ sở những cái kiểm điểm của từng người, rồi sau đó thì qua quá trình kiểm điểm và hội đồng sẽ nhận xét, rồi từ cái kiểm điểm này thì mới xem xét và coi cái tính mức độ. Nếu mà có dấu hiệu cố ý làm trái những cái quy định của nhà nước đó, thì trong luật hình sự cũng có cái tội này. Thế thì trước hết là phải chờ cái những cái quyết định của cái hội đồng xử lý kỷ luật và cái tính chất mức độ của cái vụ việc này qua cái xem xét thẩm định đó, thì mới căn cứ vào đó để xử lý tiếp được. Thông báo ngày 4 tháng 9 của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo VN Express đã đánh giá sai phạm ở các công ty công ích vừa nêu là gây hậu quả rất nghiêm trọng. Được biết là có cả ngàn người lao động đã bị chiếm đoạt quyền lợi và các công ty dùng số tiền đó để trả lương cho các chủ tịch, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng. Có trường hợp giám đốc lãnh lương 2 tỷ 600 triệu đồng một năm, tức hơn 200 triệu đồng một tháng, trong khi quy định của chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước hưởng lương tối đa 36 triệu đồng một tháng. Điều đáng chú ý là mức lương này cao gấp 41 lần lương của lao động mùa vụ, mà đáng lẽ phải được ký hợp đồng có thời hạn hoặc thường xuyên để được hưởng phúc lợi theo chế độ. Các chuyên gia kinh tế như bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên ban tư vấn của Thủ tướng Phan Văn Khải, nói với báo chí một cách đầy bức xúc là không thể hiểu nổi việc làm của các cơ quan quản lý nhà nước khi mà các đơn vị trả lương vẫn phải có báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động lên các cơ quan cấp trên. Hơn nữa, cơ quan thuế cũng phải thấy được sự bất thường khi thực hiện thuế thu nhập. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga khi trả lời chúng tôi nói rằng nếu là câu chuyện của doanh nghiệp tư nhân thì không thắc mắc về chuyện lương bổng của ban giám đốc. Nhưng đối với các công ty phục vụ công ích của nhà nước thì đây là hiện tượng kỳ quặc và cả một hệ thống phải chịu trách nhiệm từ cơ quan đảng tới chính quyền và công đoàn. Sự việc này, theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, thể hiện sự thối rữa của cả hệ thống. Có thể nói là toàn bộ những cái bộ máy, kể cả người đại diện là chủ sở hữu cho đến những cái cơ quan giám sát, các cái tổ chức gọi là chính trị xã hội có vai trò để giám sát như thế đều là tê liệt và đều bị biến thành con rối của những cái kẻ nắm quyền lực ở đó. Quyết định của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 9 2013 đình chỉ chức vụ của 8 lãnh đạo 4 công ty công ích để kiểm điểm và xử lý nghiêm, trong khi những viên chức khác, đặc biệt là kế toán trưởng, cũng lãnh lương tiền tỷ và là một mắt xích quan trọng trong việc hợp thức hóa bảng lương, thì không thấy nói đến việc đình chỉ công tác.
quyết định của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có đoạn: tập thể Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, các phó giám đốc, kế toán trưởng và các cán bộ đảng viên khác có liên quan cũng bị kiểm điểm làm rõ sai phạm trong vụ việc này. Việc kiểm điểm phải kết thúc trước ngày 12 tháng 9. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài 4 công ty công ích mà sai phạm tiền lương và bóc lột người lao động đã trở thành sự phẫn nộ của cộng đồng, nhà chức trách đã phát hiện thêm 8 doanh nghiệp công ích khác cũng bòn rút tiền lương của người lao động để chi trả mức lương rất lớn cho lãnh đạo. Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh được báo chí trích lời cho biết, vì đang điều tra nên chưa công khai danh tính các doanh nghiệp này. Trên cả nước có hàng ngàn công ty công ích địa phương và thủ đô Hà Nội cũng khởi sự rà soát chế độ lao động và tiền lương ở các đơn vị này. Có ý kiến cho là những sự toa rập trong hệ thống mà tiến sĩ Nguyễn Quang A gọi là thối rữa đang được tẩy uế. Nhưng câu hỏi mà mọi người đặt ra, liệu có thể vệ sinh làm sạch hay không khi chưa có đủ quyết tâm và những cải tổ chính trị từ đầu não?